Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta đăng ký một cái tên miền và một cái hosting để mà chúng ta thực hành và học trong buổi 2 cho tới buổi 5. Thì đầu tiên là chúng ta ở đây mình sẽ mở cái file Notepad ra để mình hướng dẫn anh chị cho dễ ha. Chúng ta sẽ đăng ký tên miền và hosting để thực hành. Thì chúng ta sẽ như ở video trước thì mình sẽ có là nhà cung cấp tên miền đúng không, nhà cung cấp hosting và sẽ có nhà cung cấp ở Việt Nam và nhà cung cấp quốc tế. Thì đây mình sẽ ưu tiên chúng ta chọn là ưu tiên chọn nhà cung cấp Việt Nam. Nó sẽ có những cái lợi điểm sau nè. Chúng ta sẽ dễ dàng được hỗ trợ bởi vì các cái nhân viên ở bên nhà cung cấp thì người ta sẽ dùng tiếng Việt, còn nếu như anh chị mà mua ở nhà cung cấp quốc tế thì chúng ta sẽ phải biết tiếng Anh và chúng ta phải chat bằng tiếng Anh để mà được hỗ trợ, thì chúng ta phải sử dụng tiếng Anh đó, hoặc là chúng ta nếu mà có gọi điện trao đổi qua lại hoặc là gửi email qua lại thì đều phải chúng ta phải viết và nói bằng tiếng Anh đó, nó sẽ rất là bất cập ở cái chỗ là giao tiếp. Rồi ngoài ra thì cái việc mà lựa chọn ở nhà cung cấp nước ngoài thì chúng ta sẽ bị một cái hạn chế là ở Việt Nam nó hay bị đứt cáp. Ở Việt Nam là các anh chị thấy là hàng năm nó cứ tới những cái ngày lễ lớn hoặc là những cái kiểu như là những cái tới đúng ngày là nó sẽ bị đứt cáp thôi, mình cũng không biết tại sao, nhưng mà cứ tới ngày là nó sẽ bị đứt cáp, và một năm đứt cáp đâu đó khoảng tầm 6 7 lần, 7 8 lần gì đó, nó sẽ rất là bất tiện chúng ta đối với những cái website nào mà có cái lưu lượng truy cập đến từ Việt Nam nhiều thì nó sẽ dùng nhà cung cấp Việt Nam thì nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ không bị nghẽn mạng. Còn nếu như mà chúng ta dùng nhà cung cấp nước ngoài á thì nó sẽ bị gì, nó sẽ bị chậm, chúng ta truy cập khách hàng, chúng ta truy cập vào website của chúng ta nó sẽ bị chậm và đôi khi nó sẽ bị nghẽn. Thì đây là cái lời khuyên mà dành cho mọi người, đặc biệt là người mới đối với hosting. Còn nếu như anh chị nào mà dùng VPS tức là máy chủ ảo, Virtual Private Server, thì cái đó là chúng ta dùng nhà cung cấp nước ngoài thì cũng ok, tại vì cái băng thông đường truyền họ cũng khá là tối ưu cho VPS rồi. Còn đối với hosting á, thì chúng ta nên dùng ở Việt Nam tại vì nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều, và như mình đã đề cập ở trên ha. Và cái việc đăng ký thanh toán cũng rất là đơn giản thôi, và yêu cầu hỗ trợ nó cũng rất là đơn giản, tại vì trong cái quá trình sử dụng hosting á thì chúng ta sẽ lâu lâu thì chúng ta nếu mà chúng ta gặp một cái vấn đề đó, ví dụ như là lỗi hoặc là gặp vấn đề gì mà cần hỗ trợ về hosting thì chúng ta có thể chat với nhà cung cấp thì nó rất là dễ, tại vì chúng ta chat tiếng Việt với nhau, thậm chí là chúng ta bóc điện thoại chúng ta gọi hotline chúng ta nhờ hỗ trợ cái này cái kia đó thì nó sẽ có rất là dễ dàng, còn hơn là chúng ta là đăng ký một cái hosting rất là rẻ ở bên nước ngoài. Mình không biết chất lượng nó như thế nào nhưng mà nó giá thì giá thành thì nó có thể ok hơn hoặc có thể là mắc hơn, nhưng mà việc hỗ trợ nó sẽ cực kỳ khó khăn rồi. Cho nên mình sẽ ưu tiên trong cái khóa của mình là chúng ta chọn nhà cung cấp Việt Nam ha. Và giới thiệu với anh chị là một cái nhà cung cấp mà mình đã sử dụng 7 8 năm ở Việt Nam rồi. Thực tế là ở Việt Nam mình đã dùng rất là nhiều nhà cung cấp rồi, tầm đâu đó khoảng 8 9 10 nhà cung cấp, nhưng mà cho đến hiện tại thì mình chỉ còn quy quy gom lại tất cả website của mình về một nhà cung cấp duy nhất, đó là AZDG. Đó, những cái nhà cung cấp khác thì mình cũng đã không còn sử dụng nữa. Tại vì mình muốn là gom lại chung một mối quản lý cho nó dễ. Và cái thứ hai là mình sẽ lựa chọn trong những cái nhà cung cấp của mình là một cái nhà cung cấp mà tốt nhất để mà mình sử dụng và gọi là xài lâu dài. Đó thì ngày xưa thì mình rất là hay săn những cái coupon mà giảm giá của nhà cung cấp nước ngoài cũng như là nhà cung cấp Việt Nam, tại vì lúc đó là thời còn sinh viên hoặc là những cái năm đầu khi mà chập chững mới vào nghề thì là mình đều muốn là tối ưu hóa chi phí nhất có thể, cái nào rẻ nhất mà ngon nhất đó thì mình đều đi săn lùng để mà mình có được những cái mã giảm giá để mình sử dụng. Nhưng mà mãi về sau này khi mà mình bắt đầu mình nhận ra rằng á, là chúng ta không thể nào chúng ta mãi đi tìm những cái mã giảm giá, những cái mã giảm giá đó để mà chúng ta xài được, tại vì á cứ mỗi nhà cung cấp thì nó cứ hàng năm cứ mỗi đợt khuyến mãi hoặc là dịp lễ thì nó đều có những cái coupon để mà nó sale, thì những cái mã giảm giá đó là chúng ta phải đi tìm, và cứ mỗi lần mà chúng ta sale thì chúng ta phải đăng ký ở một cái nhà cung cấp khác nhau, thì thành ra là chúng ta sẽ có rất là nhiều tài khoản ở cái nhà cung cấp và dẫn tới việc là chúng ta sẽ khó quản lý. Và cái thứ hai nữa là mỗi lần gia hạn á, thì nó sẽ gửi cho chúng ta rất là nhiều mail
rất là nhiều mail đó, thì chúng ta sẽ rất là khó để mà chúng ta checking được là theo dõi được là cái nhà cung cấp nào gần khách hàng để mà chúng ta gia hạn. Cho nên là lưu ý với mọi người là đối với những cái người mà mới bắt đầu như là anh chị ở trong lớp này, thì lời khuyên của mình là chọn nhà cung cấp mà tốt nhất để mà mình xài, có thể là không tốt nhất mà có nằm trong top những cái nhà cung cấp tốt là được rồi đó, để mà mình sử dụng lâu dài để mà tránh những cái rắc rối về sau ha. Mình cũng không muốn học viên của mình là phải là gặp khá là nhiều rắc rối sau này, sau khi mà mình học xong rồi á, mà mình gặp những cái vấn đề về hosting mà thậm chí là không biết hỏi ai, hoặc là không biết làm như thế nào, hoặc là không biết xử lý như thế nào, thì mình đều là không mong muốn đều cái điều đó xảy ra cả. Cho nên là chúng ta quan trọng nhất là ở cái việc là lựa chọn nhà cung cấp nó ok thì sau này chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn rất là nhiều đó. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đăng ký, là chúng ta sẽ vào cái trang mình có rút gọn một cái đường link cho nó dễ ha, tại vì cái đường link nó cũng hơi rườm rà. Các bạn vào cái trang là võthanhduy.com xuyệt hosting nè đó, đăng nhập vào cái trang là võthanhduy.com, truy cập vào cái trang võthanhduy.com xuyệt hosting để mà chúng ta vào AZDG ha. Mình rút gọn link cho nó ngắn, với lại đây cũng là cái link giới thiệu của mình, mọi người có thể là truy cập vào cái trang này để mà vào ha. Đây mình sẽ gõ trên màn hình võthanhduy.com xuyệt hosting đó, enter một cái thì nó sẽ ra rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn vào cái gói là Pro Hosting nè. Đây là cái gói giá rẻ nhất rồi. Chúng ta kéo xuống ha. Đó, tới cái phần mà bảng giá nè. Ở đây nó có gói rẻ nhất là 29.000 một tháng, là quá rẻ luôn rồi, không thể nào rẻ hơn được nữa. Nhưng mà cái gói này nó chỉ có 512 MB thôi, thì dung lượng nó khá thấp. Mình nên chọn cái gói là dung lượng 1 GB trở lên để mà xài cho nó đỡ bị nhập nhằng trong cái chuyện là hết dung lượng rồi phải nhanh nâng cấp, nó rất là phiền. Chúng ta chọn là 1 GB, rồi sau này khi mà website của chúng ta mở rộng ra rồi, có nhiều dữ liệu, hoặc là nó phình to ra rồi á, thì chúng ta mới chọn những cái gói cao hơn. Đầu tiên là cứ chọn gói 1 GB cho mình ha, vừa tối ưu chi phí và vừa không có lãng phí đó. Chúng ta sẽ bấm vào đăng ký ở đây. Rồi ở đây thì nó có trên màn hình thì anh chị sẽ nhìn thấy ba cái lựa chọn thôi. Ở đây là lúc nãy là mình có bỏ một cái tên miền vào giỏ hàng nên nó hiện ra đó, chứ trên màn hình của anh chị thì nó sẽ chỉ có ba cái option là đăng ký tên miền mới nè, chuyển tên miền về AZDG nè, rồi tôi đã có tên miền và sẽ tự cập nhật DNS. Thì đây là mình chưa có tên miền đúng không, thì mình sẽ chọn là đăng ký tên miền mới tại AZDG. Rồi trong video trước thì hướng dẫn mọi người là chúng ta liệt kê các ý tưởng tên miền ra rồi, thì bây giờ mình chỉ việc là mình nhập vào đây để mình kiểm tra coi là tên miền nó còn hay hay là đã bị mua rồi. Thì mình sẽ nhập lại một cái tên, ví dụ như là blog kiến thức nè đó. Rồi mình sẽ chọn ở đây là check ha, mình sẽ bấm vào nút check. Rồi cái tên miền này đã được đăng ký rồi. Chúng ta chờ chút xíu, khoảng 5-6 giây gì đó nó sẽ gợi ý ra những cái tên miền mà chưa được đăng ký. Lưu ý ở đây là những cái tên miền gợi ý này có thể là gì các bạn, có thể là đã đăng ký rồi, cho nên là khi mà chúng ta chọn á, chúng ta bấm thêm vào giỏ mà nó hiện ra cái nút là đã đăng ký rồi, thì có nghĩa là tên miền này đã có người mua rồi ha. Thì chúng ta tiếp tục là chúng ta chọn một cái tên miền khác, ví dụ như mình sẽ chọn cái tên miền .net có người mua rồi, .com cũng có người mua rồi. Mình gợi ý thử coi coi có .vn hay không. Đó, không có .vn thì thôi mình sẽ chọn một cái tên khác ha. Ví dụ như là kiến thức thú vị đi. Rồi mình thử bấm check coi. .com có người mua rồi, .net. Bấm thử thêm vào giỏ coi có thêm được hay không ha. Rồi, cũng có người mua luôn rồi. Mình có thể là mình chọn cái tên khác đi, ví dụ như là
mình lấy tên của mình đi thì chắc chắn là không thể nào mà không còn được đúng không? Mình check thử xem. Đó, .com đang có sẵn nè. Nhưng mà cái này nó hơi dài ha, nó quá 3 tiết rồi. Nó 4 tiết rồi. Mình có thể là mình chọn mình bỏ cái đuôi đi, mình check thử coi. Chờ một chút xíu coi nó có gợi ý ra hay không ha. Đó, có gợi ý nè. Chấm nét nè, thử thêm vào giỏ coi. Rồi, ok, chấm nét vẫn còn ha. Mình sẽ bấm tiếp tục nè. Bấm vào nút tiếp tục. Còn nếu mà ai bấm thêm mà nó hiện ra cái chữ là đã đăng ký thì mình sẽ chọn cái tên khác ha. Rồi, tiếp tục. Rồi, ở đây nó cho mình thanh toán theo quý nửa năm hoặc là 1 năm, 2 năm, 3 năm. Đó. Nếu mà mọi người muốn muốn thử nghiệm á, muốn trải nghiệm trước thì chúng ta đăng ký 3 tháng thôi, nó chỉ có 148.000 cộng lại cái cộng với cái VAT nữa thì nó rất là rẻ ha, nhưng mà ở đây mình sẽ chọn luôn là 1 năm. Đó. 1 năm thì cái chi phí nó sẽ tốt hơn, sau đăng ký 3 tháng thì nó sẽ mắc hơn một tí. Rồi mình bấm tiếp tục nè. Đó, 1 năm nó chỉ có 500 mấy thôi, quá rẻ luôn. Tên miền với là hosting bây giờ thì giá cả thì nó không phải là vấn đề nữa, tại vì nó đã rất là rẻ rồi, không phải như ngày xưa. Cái thời mà mình mới bắt đầu làm web thì đa phần là phải đi đăng ký hosting và tên miền ở bên nhà cung cấp nước ngoài thì nó khá là cao. Nhưng mà ở Việt Nam thì bây giờ nó khá giá cả rồi, nó rất là ok rồi. Đó. Ở đây nó có cái check là ẩn thông tin tên miền thì đây là miễn phí 1 năm là mình check vào ha, để tránh cái trường hợp là thông tin đăng ký của chúng ta nó hiển thị lên khi mà người ta quét tên miền á, nó sẽ show ra họ tên rồi số điện thoại email rồi địa chỉ của chúng ta á, thì nó sẽ dễ bị lọt vào các cái danh sách spam. Nên là mình nên là ẩn cái thông tin đăng ký tên miền, thông tin chủ sở hữu tên miền đi. Đó, mình check vào đây. Rồi hosting cũng vậy ha, mình cũng ẩn luôn. Đó. Rồi. Cái dưới này để nguyên, mình bấm tiếp tục nè. Rồi bây giờ mình kiểm tra lại coi giá cả, coi coi nó có đúng hay không ha. À, cái tên miền này á là mình không có mua, lúc nãy mình thêm vào để mà mình kiểm tra thôi. Bây giờ mình sẽ xóa nó đi ha. Rồi bây giờ còn mỗi cái host và cái tên miền đúng không? Rồi bây giờ mình coi bảng giá bên này coi cái đơn nó có đúng hay không ha. Tổng tiền là 896 nè. VT là 54.000 nè, đó. Tổng tiền của mình nó sẽ là 950 đó. Rồi. À, ở đây chấm net cho nên là 350 mấy ngàn một 1 năm lận. Mọi người mua .com thì nó sẽ rẻ hơn, nó chỉ có 200 mấy thôi. Rồi. À, ở đây mình sẽ có một cái mã giảm giá cho mọi người ha. Cái mã giảm giá chung thôi. Sáng nay mình mới shop thì vô tình thấy ở trên mạng, cho nên là mình lưu lại để mà mình được giảm thêm đâu đó hình như 10% thì phải. AZDG Hello. Đó. Mọi người nhập cái chữ là AZDG Hello vào đây nè. AZDG Hello được hình như 10% á, mình áp dụng thử xem. À, 15% lận, chứ không phải 10% nha, 15% lận. Đó, mình sẽ được giảm còn 861.000 nè, khá là ok đúng không? Ở đây thì cái mã này á nó báo là ở đây là mình sẽ gì? Mình sẽ lần sau mình gia hạn thì mình vẫn được áp dụng đúng không? Vẫn được áp dụng. Có nghĩa là xài được 2 lần nè. Đó. Nó sẽ hết hạn sau mà 2 lần thanh toán thì lần sau mình còn được xài được thêm 1 lần nữa hay là 2 lần nữa đó. Rồi. Ở đây mọi người có tài khoản đăng ký AZDG thì chúng ta chọn là khách cũ đăng nhập ha. Đó. Còn mình chưa có tài khoản thì mình sẽ tạo mới ở đây. Này, nó cũng rất là dễ thôi, mình sẽ nhập căn cước hoặc là cái căn chứng minh nhân dân ở đây. Rồi loại chủ thể là chọn cá nhân ha, họ tên nè. Rồi email nè, số điện thoại nè. Ở đây nhập thông tin cho nó đúng ha, để có gì AZDG nó liên hệ, nó hỗ trợ cho nó dễ. Rồi. Số nhà, tên đường nè, quận huyện nè, tỉnh thành nè, mã bưu chính nè. Đó. Mã bưu chính thì mọi người không biết thì thôi bỏ trống ở đây cũng được ha. Không biết thôi bỏ trống ở đây.
Việt Nam nè, quốc gia. Rồi nhập mật khẩu. Mật khẩu thì chúng ta nhập rồi chúng ta phải nhớ nha, mật khẩu tài khoản AZDG của mình á, dùng để quản trị tên miền và hosting á, cho nên là mọi người phải nhớ cái mật khẩu này. Rồi. Thông tin đăng ký tên miền thì mình sẽ dùng những cái thông tin đăng ký mình điền ở trên luôn, cho nên là đây mình để mặc định. Đó. Ở đây là hình thức thanh toán thì nó sẽ có hai cái, chuyển khoản ngân hàng thì cái này là chắc chắn là ai cũng biết rồi. Rồi có một cái nhanh hơn đó là thanh toán tự động thì nó sẽ thông qua cái ví điện tử là Momo, thì mình bật Momo, lát nữa mình chỉ cần là mình mở app ra, mình quét cái mã QR code rồi. Đó thì nó sẽ tự động thanh toán cho mình và tự động kích hoạt luôn cho mình. Còn nếu mà chuyển khoản ngân hàng thì mình chuyển xong rồi mình sẽ chờ bên AZDG kế toán họ nhận được cái thông tin thanh toán xong rồi họ sẽ mới gửi email họ kích hoạt cho mình đó, hoặc là mình có thể mình chat với AZDG bằng cách là bấm vào cái nút này nè, mình chụp cái bill mình gửi cho họ, cách nào cũng được. Thì cái Momo thì nó sẽ nhanh và nó tự động hơn. Rồi dưới này mình check vào là tôi không phải robot, xong rồi mình bấm cái nút là thanh toán thôi là xong đó. Nó sẽ chuyển qua cái trang hướng dẫn chúng ta chuyển khoản hoặc là chuyển qua cái trang là quét mã QR code bằng cái Momo đó. Thì mọi người muốn chọn cái nào cũng được ha, thường thì mình dùng Momo tại vì mình quen thanh toán tự động rồi. Rồi cái bước này nó khá là dễ thôi đó. Rồi sau khi thanh toán xong á thì mọi người sẽ nhận được email, thì chúng ta cứ check email thôi. Rồi bây giờ ví dụ như mình có tài khoản, mình check email và mình nhận được cái tài khoản của mình rồi, thì mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của mình nè. Đó. Rồi, sau khi đăng nhập vào đây là cái trang khách hàng, tức là cái trang mà đăng ký dịch vụ của AZDG. Thì lúc này bấm vào dịch vụ thì mình sẽ có thấy được cái hosting của mình đang sử dụng. Đó, ở đây mình có khá nhiều cái gói mà mình đã hết hạn rồi đúng không? Đó, mình sẽ bấm vào đây nè. Rồi. Đó, mình sẽ vào đây rồi mình sẽ bấm vào cái chỗ là đăng nhập vào cPanel. cPanel đây là cái trang quản trị nè, thì lát nữa buổi 2 mình sẽ học tới cái phần này đó. Vào cái trong này để mà mình cài đặt WordPress. Đó. Thì mọi người vào được cái trang này thì là ok rồi ha. Còn nếu như ai thanh toán rồi mà chưa được kích hoạt á, thì mình cứ chat với bên AZDG á, họ sẽ hỗ trợ kích hoạt hosting chúng ta khá là nhanh. Chụp bill gửi cho họ thôi. Chụp cái màn hình thanh toán á, hoặc là mình chụp chụp cái thông tin thanh toán của mình gửi cho họ thôi là xong. Đó. Rồi ok ha. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn mọi người là vừa đăng ký tên miền, vừa đăng ký hosting tại một cái nhà cung cấp ở Việt Nam rất là uy tín, đó là AZDG. Và đây là một cái nhà cung cấp mà mình khuyến nghị mọi người nên dùng. Ngoài ra thì còn một nhà cung cấp nữa, đó là TinoHost. TinoHost. Mọi người có thể là lên Google chúng ta có thể tìm kiếm nè. TinoHost.com. Đó. Một trong hai, mọi người muốn có thể là xài bên nào cũng được ha. Rồi. Ok, như vậy là chúng ta đã có tên miền và hosting để thực hành rồi. Thì hẹn mọi người vào buổi 2, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta vào chúng ta thực hành luôn. Ở đây có một cái lưu ý nho nhỏ là nếu như mà ai đã có tên miền rồi, tức là anh chị đã có sẵn tên miền rồi mà chưa có hosting thì chúng ta gì? Chúng ta chỉ cần là thì chỉ cần mua hosting xong rồi gì sao xong rồi chúng ta sẽ trỏ tên miền về hosting là xong đó, là chúng ta có thể sử dụng được. Còn nếu như mà theo cái video hướng dẫn nãy giờ thì là tên miền nó sẽ tự động trỏ về hosting rồi, chúng ta không cần phải thao tác cái bước này nữa ha. Ai mà cần trỏ tên miền và hosting á thì nhắn với mình sẽ gửi cái video cho mọi người tham khảo để mọi người làm theo. Hoặc là cách đơn giản nhất là gì, đơn giản nhất là chúng ta gì chat với kỹ thuật viên của nhà cung cấp tên miền nhờ họ trỏ giùm. Thì lúc này là chúng ta chỉ cần là gửi cho họ cái địa chỉ IP của hosting là họ sẽ trỏ cho chúng ta luôn, rất là nhanh. Đây là cái cách mà mình hay khuyên người mới là chúng ta nên tận dụng tối đa cái sự hỗ trợ của nhà cung cấp. Là bên hỗ trợ thì họ sẽ có những cái người là kỹ thuật á, người ta sẽ hỗ trợ mình vì mình là khách hàng của họ mà. Cho nên là mình cần gì mình cứ chat với kỹ thuật thôi. Chứ nhiều khi chúng ta hay bị cái vấn đề là chúng ta ngồi chúng ta mày mò, chúng ta Google, chúng ta tìm giải pháp á,
rất là lâu, trong khi đó chúng ta chỉ cần chat với kỹ thuật, giống như là nhân viên của mình vậy, giống như là cấp dưới của mình vậy đó, chúng ta chat với họ thì họ sẽ làm cho chúng ta rất là nhanh đó, thay vì chúng ta phải ngồi chúng ta mò mất mấy ngày mấy đêm thì không cần thiết ha. Những cái thứ về liên quan về kỹ thuật như thế này, nếu mà anh chị không rành thì cứ chat với kỹ thuật, họ sẽ hỗ trợ chúng ta tối đa. Rồi ok ha mọi người, hẹn gặp lại anh chị vào buổi học chính thức của chúng ta.